nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, Đoàn công tác tiểu khu quân sự Monukiri, Vương quốc Campuchia vừa đến thăm trước Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo tiểu khu quân sự Monukiri chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dành cho tiểu khu quân sự tỉnh Monukiri trong thời gian qua đặc biệt là trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, trao đổi tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới và giúp đỡ hỗ trợ các nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Murukiri. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà tiểu khu quân sự Murukiri đã dành cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắc mong muốn thời gian tới lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới nhất là hoạt động phối hợp tuần tra song phương đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy mua bán người hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua đó cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển